Sáng 28 tháng 4 vừa qua, người dân tại ấp 5 xã An Xuyên, thành phố Cà Mau trình báo với chính quyền địa phương về việc phát hiện một xác người trên kênh Nàng Uy. Thông tin trên nhanh chóng được lan truyền, dư luận người dân nơi đây và địa bàn giáp tranh hoang mang bởi nơi đây chưa từng xảy ra vụ án nghiêm trọng như thế. Bằng sự nhạy bén, bản lĩnh cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân, công an tỉnh Cà Mau đã khám phá và bắt giữ hung thủ gây án. Vào thời điểm trên, hai vợ chồng anh Từ Văn Toàn chuyên đặt lú đáy khi đi đến đoạn kênh thuộc khu vực ấp 5 xã An Xuyên thì phát hiện giống một dáng người nằm lập lờ dưới mé kênh. Tiến hành kiểm tra thì khẳng định đây là một xác chết giới tính nam. Họ liền truy hô và báo sự việc đến chính quyền địa phương. Thì tôi mới thấy chắc ăn là người ta rồi. Thì tôi mới kéo cái anh Năm Đoàn bên sông. Tôi nói anh Năm ơi, anh qua đây anh coi có cái xác chết nè. Thì anh Năm Đoàn chạy qua, thì trong khi đó thì cái cháu Hảo, cháu đứng bên ở nhà đó, nó cũng nghe nữa. Thì trong khi đó thì nó kêu Đoàn bằng Dượng, thì hai cháu mới đi qua cái đường cầu đó. Đi qua thì nhìn kỹ đúng xác chết rồi, thì thằng cháu Hảo đó nó mới điện cho trưởng công an xã An Xuyên. Nạn nhân là Dương Hải Đăng, sinh năm 2000, ngụ khóm 3, phường 6, thành phố Cà Mau. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, tử thi đang trong quá trình phân hủy. Xung quanh hiện trường còn dương chảy nhiều vết máu. Xác định đây là vụ án giết người nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương phối hợp cùng Công an thành phố Cà Mau tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm khám phá nhanh vụ án. Sau vài giờ triển khai các biện pháp, Đặng Hà Vĩ Khang, sinh ngày 13 tháng 6 năm 2004, cư ngụ khóm 1, phường 4, thành phố Cà Mau, đối tượng nghi vấn liên quan đến cái chết của Dương Hải Đăng, đã được triệu tập về cơ quan điều tra làm rõ. Tại đây, dù quanh co chối tội, nhưng với những chứng cứ xác thực cùng sự chứng kiến của người giám hộ, Đặng Hà Vĩ Khang đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết Dương Hải Đăng. Khang khai nhận do mâu thuẫn trong việc tham gia tệ nạn, nghi ngờ Đăng có ý đồ xấu đối với mình, nên lấy dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, lưng của Đăng, làm cho Đăng gục xuống, nằm bất động. Sau đó Khang kéo Đăng bỏ xuống kênh Nàng Uy. Vụ việc trên không những gây nỗi đau cho gia đình nạn nhân, mà còn gây ra sự ngỡ ngàng, xót xa cho chính gia đình của đối tượng. Không phải anh giật mình, anh nghe nó nói, anh nghe thằng Đăng nói. Mà dính níu với cái vụ gì chết người chết xác thì anh đi đâu có nổi. Anh chạy xe trên đường về, anh nghe đám nói cái anh đi anh nói rồi. Anh bụng cũng cho cắn nhưng mà anh gắng kiềm chế để tấp xe vô lề, từ từ. Chứ mình đâu có ngờ con mình nó làm như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, chỉ vài giờ đồng hồ kể từ khi xác định được danh tính nạn nhân, những chứng cứ về vụ án hết sức mờ nhạt. Đoạn đường trên vào thời điểm hung thủ gây án không có người qua lại, thế nhưng bằng sự nhạy bén và linh hoạt, công an Cà Mau đã khám phá vụ án, bắt được hung thủ. Kết quả trên được chính quyền và nhân dân địa phương hết lời khen ngợi. Là trong vòng có mấy tiếng hỏi gì, từ lúc mà mổ tử thi xác định thân nhân là khoảng tầm 12 giờ 1 giờ thì tới khoảng 3-4 giờ thì bắt chính hung thủ đem vô thực chỉ hiện trường vụ án rồi. Thì ngay cả bản thân và bà con ai cũng giật mình, nói làm gì mà hay gì nhanh vậy. Tức là lực lượng công an mình hiện nay là người dân đánh giá rất là cao. Hầu như những vụ án đặc biệt nghiêm trọng xem qua TV báo đài thì người dân đánh giá là cái lực lượng chức năng phá án rất là nhanh. Đặc biệt là những vụ án nghiêm trọng. Đó, cho nên cái lòng tin và cái sự phấn khởi của người dân cũng rất là cao. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án giết người và ra quyết định tạm giam đối với Đặng Hà Vĩ Khang và đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trong thời gian gần đây, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà các đối tượng dù còn khá trẻ nhưng lại gây ra các vụ án mạng nghiêm trọng, hành vi trên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm.